Em nghe nói có con ADMAT hay lắm phải không anh Tiên? Mở À nhạc đúng em rồi, nghe thử. cái con ADMAT là cái âm âm đi liền vang, âm đi liền vang mới về. Đây đang mở nhạc cho em nghe cũng như là mọi người trong cái video ngày hôm nay cũng cùng nghe luôn nha. Đây mình nghe nhạc trước ha. Thông số của con này thử cái anh, với lại công công sức của nó lớn không mà em nghe đây đã dữ ta. À, rồi ok, thì đây sẽ giới thiệu cho em cũng như là tất cả mọi người. Ở đây là con ADMAT DK750. Thì con này nó sẽ kết hợp là một con vừa công sức và vừa cái bộ phận xử lý âm thanh. Đây là giống như là âm ly, nhưng mà nó kết hợp là liền vang. Ở đây thì nó có tất cả các chức năng như là bass, chung, chép, bít tông là chỉnh cho bít rô này. Còn bên cạnh đó khi là có nhạc thì có là bass, mid, chép, đây là chỉnh cho nhạc. Còn bà lăng là mình chỉnh hai kênh trái hoặc kênh phải. Còn đây là chế độ của music của kênh A, kênh B. Khi mình bấm vô thì mình sẽ mở nhạc lên nhé. Còn khi mà mình bấm vô khoanh nhả ra thì mình kết nối trên TV xuống. Ở đây thì có delay, nó có thêm reverb. Đây là hệ thống chỉnh cho Bigo của mình. Delay, reverb, mid bass, mid chung và mid chép. Còn đây là echo, echo là tiếng vang, đã tắt echo rồi. Đang nói chuyện đã tắt echo ha. Còn đây là ba cái âm lượng của Bigo. Ở đây có Bigo này, ngõ 1, ngõ 2, ngõ 3. Cắm 1, 2, 3 này, cắm chỉnh hai cái này. 4 thì ở phía sau nó có một cái ngõ mic nữa. Còn đây cái âm lượng của cái của Bigo, tất cả ba cái nút này. À, đây là đầu lợ, đầu vào. Còn đây là âm lượng lớn, nhỏ mình chỉnh cái này. Lớn lên, mở cái này lớn lên mới được. Còn mà tắt cái này, khi em tắt cái này, mà chỉnh này lớn nó cũng không có ăn thua. Hai này nó trước, rồi sau đó mình sẽ chỉnh cái bên đây sau ha. Cái lưng, 1, 2, đấy. Lực bùng rồi. Thì bên cạnh đó thì mình kết hợp thêm một cái con Bigo do mình đứng gần á, đứng gần mình chỉnh nó hơi lớn xíu nên hơi ồn. Rồi ở đây bên cạnh đó mình kết hợp với lại con Bigo UGS 20 hay là mã
và đặc biệt nữa thì mình sử dụng thêm một cái con chuyên nguồn. Thì hai chiếc lô bát của mình phối ghép là hai chiếc lô bát từ 1.9 từ 1.9 con 75 từ 1.9 con 75. Còn bên đây thì sử dụng là chép chém 450. Đặc biệt hơn cái thùng ván này này, cái thùng của chúng ta là thùng ván ép, năm sử dụng rất là bền, vài chục năm là chuyện bình thường. Còn với cái con dán mà dán MDF, MDF thì giá nó sẽ rẻ hơn và nó sẽ tuổi thọ nó sẽ nhanh hơn cái con này. Con này thì sơn sơn gai này, đặc biệt là chống thấm nước luôn. Mưa nắng đồ này kia thì nó rất là bền trong con lo này. Rồi nãy giờ thì mình cũng nghe nhạc đúng không? Bây giờ thử thêm một vài đoạn nhạc, nãy là nhạc không lời. Thì bây giờ mình sẽ nghe nhạc có lời để anh chị các bạn cùng ta cùng cảm nhận sâu sắc hơn về chiếc lo. Ok. Nghe Phương Phương Thảo hát ha. Cùng nhau thử micro chị ha. Nãy giờ thì em sẽ tắt tiếng echo để em chỉnh tiếng echo lên xíu. Rồi sẽ thử lo thử viết viết và sau đó mời ca sĩ hát thử cho chị các bạn của chúng ta dễ cảm nhận như về chiếc lo này. Con lo này thì em sẽ cái giá nó sẽ cập nhật trên tiêu đề chị nhé. Giá sẽ cập nhật trên tiêu đề tại vì giá nó lúc lên lúc xuống tùy theo cái thời gian của nó. Alo 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 alo. 1 hey 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 lư
cái tiếng beat beat echo nó rất là bay chị, nó dễ hát. Lừ giọng mày yếu thì mình đẩy echo lên, còn giọng mày khỏe thì mình bớt echo lại. Lừ buồn hey giọng hey các bạn đã theo dõi video bên đây. Thì con loa này với giá thì em sẽ để tên chủ đề gì nha. Thì hiện tại đang chi nhánh ở là 448 sang 20-4 Phan Huyết, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại hotline bên em là 0962 809 867. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo nha.